lộ được thích khí, nó có đâu mình nó có xài cái lỗ nó đâu mình lộ. Rồi cho nó đứng vô kia nó chụp hình không lộ vậy, giỏi gì trắng. Nó biết vừa. Sao? Lại cái lúc nào được cái lúc đấy. Chả biết cái ngõ nào hết. Bước xuống xe là bước ra xuống xe là coi là tối nay lúc 8:20 ngày 18 tháng 6 2020 đài tiếng nói người dân của Tiên Yến thực hiện dân ông ban điều chúng con. Không đủ. Đen đầu làm đêm. Đen mì không đủ. Đen thu đủ đêm. Ôi giời, quá hay, quá hay, quá hay. Lâu lâu lâu. Trời ơi, buồn buồn. Không gọi đây nó sáng coi như là quốc hội bồi nhìn mà coi như không giao tiếp dân khổ sở. Ban ngày đi đòi thì không trả, tiếp tục đi đòi bằng đêm, tiếp tục đi gõ cửa bằng đêm đấy. Cho mấy ông thấy thấu trời thì ban ngày thì đón quốc hội đón mấy ông coi đồ sát trùng hơn mà bắt coi người ta coi bị ỏi quốc hội để làm gì, coi như ra là dân dân chúng tôi coi như là người thật việc thật, tại sao không trả để nhân dân chúng tôi đi mệt đêm như vậy không biết xấu hổ. Có đâu mà ngồi ngồi trên xe mà cười. Đại biểu là ở trên xe dân ấy đi đâu mà cứ đại biểu trên xe mà dòm xuống chứ dân mà cười là coi như không khích với dân. Rồi. Tính như vậy rồi còn sự đau khổ của người dân không? Người dân cũng vì ai mà người ta phải mất đất mất nhà. Ta đã đại biểu quốc hội thông qua tinh thần muôn nhân. Ta đã đại biểu quốc hội thông qua tinh thần muôn nhân. Ta đã đại biểu quốc hội thông qua tinh thần muôn nhân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba hùng bay phía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba hùng bay phía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba hùng bay phía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bay phía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba hùng bay phía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba hùng bay phía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba hùng bay phía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Yêu cầu là không nên giao cốt điều tra.
vô tội. Đơn đôi lâm yêu cầu Hà Tĩnh thả người vô tội. Đơn đôi lâm yêu cầu Hà Tĩnh thả người vô tội. Đơn đôi lâm yêu cầu Hà Tĩnh thả người vô tội. Đơn đôi lâm yêu cầu Hà Tĩnh thả người vô tội. Đơn đôi lâm yêu cầu Hà Tĩnh thả người vô tội. Đơn đôi lâm yêu cầu Hà Tĩnh thả người vô tội. Ba hồn bay về thủ tướng những Trung Quốc yêu cầu vào cuộc thả người vô tội. Ba hồn bay về thủ tướng những Trung Quốc yêu cầu Hà Tĩnh thả người vô tội. Cô như thế kìa ông tí. Cô như chết thế kìa, từ từ đây. Sao đi mốt này, mốt này. Bà nào? Bà nào? Bà nào? Bộ tình Nguyễn Văn Định tỉnh An Giang ra đây. Vô vô ngay đây, vô ngay đây. Hội nghị Tương Tô Lâm. Tương Tô Lâm yêu cầu Tương Tô Lâm vào cuộc. Trên mọi người cầm đầm trong cả nước chia sẻ dân văn, chia sẻ dân dân văn đi. Thôi đó 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 cho nó lên nè. Cái bình tĩnh nó lên nữa. Cái bình tĩnh nè. Không lên đánh đi nha. Tuyên bố là không lên đánh cho người dân nghe nha. Hè không đánh bắn người dân. Ấy không bắn không đánh đi nữa. Quay quay mày cứ nói cho nó lên đi. Ông cô ơi lên xe thôi đi, mình đi một vòng rồi. Đa đa quốc hội bồi dân. Đa đa quốc hội bồi dân. Đa đa quốc hội bồi dân. Nhân dân chúng ta.
thế này. Bác ngày á, đại biểu Quốc hội ngồi trên xe, dân chúng nhân dân chúng tôi cười, cười khiêu ngạo, cho nên dân chúng tôi đi bình đêm lên gặp Thủ tướng Chính phủ. Tại sao cái Quốc hội bồ nhìn, Quốc hội bồ nhìn nó mất dậy, ngồi trên xe nhầm chung cười nhân dân chúng tôi mất dậy, cái đại biểu Quốc hội mất dậy, mất dậy. Đại biểu Quốc hội mất dậy. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tên Bình Định mất dậy. Đại biểu đã đại biểu Quốc hội tên Bình Định mất dậy. Đã đại biểu tên Bình Định bồ nhìn. Đại biểu tên Bình Định bồ nhìn. Còn anh chị ăn đủ đi thì mai gặp. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội là toàn là bồ nhìn không? Đa đại biểu Quốc hội bồ nhìn. Đa đại biểu Quốc hội bồ nhìn. Đa đại biểu tỉnh Bình Định bồ nhìn. Đa đại biểu tỉnh Bình Định bồ nhìn. Đa các đại biểu các tỉnh thành nhóm. Đa đại biểu các tỉnh thành nhóm. Đa thành nhóm. Đa thành nhóm. Bây giờ bà con ơi, có ai mất đất mất nhà như chúng ta không? Chúng ta giải đổi đất đổi nhà bà con ơi. Giải hát bà hát giải mà đi đòi bà con ơi. Bây nhà cầm quyền đáng cầm sáng đi cướp đất cướp nhà chúng ta đã đáng đi đòi đây. Bà con ơi, vậy mà đây, vậy mà đây, vậy mà đây ơi đồng bào ơi, dân ta chiến thắng không bao giờ dân thất bại, dân đành không khốn khổ một lần. Vậy mà đây, vậy mà đây, vậy mà đây ơi đồng bào ơi, đừng tiếc nữa càng chay khóc mai. Vậy mà đây núi sông đang chờ
Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống khác nhà. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng cháy không may, dậy mà đi núi sông đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Dân ta chiến thắng không bao giờ dân thất bại, dân nên khôn khôn khổ một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Tiếc tiếc nữa càng chạy khóc mây, dậy mà đi núi sông đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Nhiều năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Dậy mà đi đập cao cái bộ thanh nhỏ. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi chưa thuộc cái bài này, cho nên dân chúng tôi tạm dừng. Một ngày gần đây chúng tôi sẽ tập cái bài này để hát trả lại đây cho dân tôi. Chúng tôi phải hát cái bài này, phải trả lại đây cho dân chúng tôi là đúng. Các anh bởi vì nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, cho nên nhân dân chúng tôi phải hát cái trả lại đây cho dân tôi. Thì đất nước là phải đúng yêu cầu nhà cầm quyền lấy dân làm gốc, phải trả lại cho dân chúng tôi. Thì cảm ơn mọi người, anh chị em, cộng đồng trong và ngoài nước, cả nhân dân Việt Nam đã cùng chia sẻ với nhân dân chúng tôi. Bởi vì nhà cầm quyền lấy dân làm gốc, nhổ gốc đập đầu nhân dân chúng tôi, cướp đất. Bằng ngày á, thì đi nhân dân chúng tôi đón cái xe quốc hội Bồ Nhiên. Thì bọn quốc hội Bồ Nhiên, đại biểu Bồ Nhiên ở trên xe nó dồn xuống, nó gửi nhân dân chúng tôi. Thì nhân dân chúng tôi phải đi đến ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gõ cửa kêu, tại sao cái đại biểu quốc hội Bồ Nhiên này là nó nhắm mắt nó cười, là cười như vậy. Đại biểu quốc rất là mất dạy, đại biểu rất là Bồ Nhiên là nó mất dạy, nó mất dạy đối với nhân dân chúng tôi. Xin cảm ơn anh chị em cộng đồng ở trong chia sẻ đến nhân dân chúng tôi. Vì cố sở nhân dân chúng tôi đi gõ cửa bình đêm mà bị công an của Tô Lâm, tướng Tô Lâm đã đàn áp nhân dân chúng tôi, đưa lên xe. Chúng tôi đi đòi ngày hôm đó, không có, không trả, chúng tôi tranh thủ đi đòi bình đêm. Đi đòi bình ngày nó không trả thì chúng tôi đi gõ cửa bình đêm. Thì bị tướng công an, tướng Tô Lâm cản trở nhân dân chúng tôi, áp chế nhân dân chúng tôi, đưa nhân dân chúng tôi lên xe. Xin cảm ơn anh chị em đã cùng chia sẻ với nhân dân chúng tôi. Xin cảm ơn mọi người nhiều.